Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Nay mình quay cho anh em xem con mơ mọi người ạ. Đấy, con mơ rất đẹp anh em nhá. Này, con này đúng là đẹp toàn diện luôn mọi người ạ. Mó này, mó cũng rất đẹp. Mắt trắng rất đẹp mọi người nha. Mỏng cong mặt rất sang. Xương cốt liền lặn đẹp. Mà con này là váy ăn thiên mọi người nha. Gà này gà linh kê mọi người. Này gọi là mơ linh kê mọi người ạ. Chân rất đẹp. Chân rất đẹp mọi người ạ. Gà em nó mới có khoảng 12 tháng thôi mà đã có 3 sao rồi mọi người. Gà rất đẹp, xương cốt liền lặn này, chân này. Mọi người xem, đấy, chân vẫy đóng ăn thiên rất đẹp nha. Cửa xuyên đao đóng rất nhiều mọi người nha. Đấy, chân này là phải những sư kê lão làng mới nhìn được ra đôi chân này thôi. Nhưng mình thấy là chân rất đẹp, chân phải nó đẳng cấp luôn. Gà mà có vẫy đã đóng ăn thiên là cực kỳ hiếm rồi. Mà ăn thiên mà có những cặp xuyên đao dưới gối đó thì đẹp tuyệt vời mọi người ạ. Độ hậu rất đẹp mọi người nha. Đấy, cựa rất to, đóng rất sát thớ này. Cựa to đóng sát thớ luôn. Váy mỏng bàn ngón nhẹ. Con này là đáng 29 mọi người nha. Bổ dưỡng cho em nó tí trợ lực mọi người ạ. Để tăng cường sức khỏe cho em nó. Rất đẹp mọi người. Lâu lắm rồi mới thấy được con gà đẹp toàn diện thế này mọi người. Nó đẳng cấp luôn. Chân, đôi chân đẹp thật. Đôi chân hiếm, rất hiếm rồi. Váy ăn thiên. Đấy, chân váy mỏng, váy to, sáng váy, váy đóng rất đều mọi người nha. Rất đẹp. Mắt, đôi mắt con gà rất đẹp, mắt đẹp, đẹp toàn diện luôn. Từ chiều cao, xương cốt, vóc dáng, mắt mó, chân cẳng là đều đẹp hết. Gà được cái từ nhỏ rồi, con gà không mau bị ốm mọi người, rất khỏe, không bị ốm ít gì hết, gà khỏe lắm. Đang massage cho em nó tí cho nó thoải mái mọi người, massage thư giãn cho em nó, cho nó em nó thoải mái. À, mọi người thấy cần cổ rất to nhỉ, lõi rất tốt mọi người. Massage cho em tí là em phê ngủ luôn. Gà đôi chân đẳng cấp mọi người. Anh em thấy đẹp thì hãy cho em nó một like nha. Và hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Mình sẽ
quay những chiến kỳ đẹp thì cho anh em tham khảo và giao lưu nha. Xin chào mọi người nha.